là hẹn hò cùng người ấy. Lại là hôm trong nhà ngoài phố đây, vẫn là ở Hội An, nhưng mà lần này nó lạ lắm. Hãy cùng theo chân mình để xem cái lạ đó nhé. Khoản chi tiêu nào sau đây được coi là chi tiêu thiết yếu? Thứ gì? À đây. Là hẹn hò cùng người ấy á. Mày à? Home Credit có mặt trên bao nhiêu tỉnh thành tại Việt Nam? Toàn quốc này. Là mục tiêu tài chính ngắn hạn nên được hoàn thành trong vòng bao lâu? C. Lý do vì sao là cô chọn C là để máy tính ạ? Không biết nữa. Học Nam đi. Chắc là không giòn đâu. Đây ạ, con gửi vào phần quà với chương trình ạ. Đây là một cái túi để của chương trình dành cho cô ạ.